Hồ Gươm, trái tim của thủ đô Hà Nội, gắn liền với lịch sử Thăng Long ngàn năm văn hiến, vẻ đẹp rêu phong cổ kính cùng truyền thuyết trà gươm huyền bí, với những công trình đánh dấu những mốc son chói lọi của dân tộc. Chúng tôi xây dựng nên trung tâm mới của thủ đô hiện đại, khởi nguồn từ sức mạnh của Hà Nội linh thiêng và hào hoa. Một công trình đẳng cấp mang lại một phong cách sống mới, trẻ trung, hiện đại nhưng cũng đầy bản sắc. Hồ Gươm Plaza, nơi ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Hồ Gươm Plaza nằm trên đường Trần Phú, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, tuyến đường huyết mạch nối khu vực phía Tây đầy tiềm năng với các quận trung tâm của thành phố. Mặt còn lại tiếp giáp với trục đường rộng 36m xuyên suốt khu đô thị Mỗ Lao, nối ra đường Lê Văn Lương kéo dài. Tọa lạc tại một trong những khu vực năng động nhất của Hà Nội mới, với một quần thể các dự án dân cư mới bao quanh, Hồ Gươm Plaza nổi lên như một viên ngọc sáng của khu vực phát triển sôi động phía Tây. Hồ Gươm Plaza là dự án phức hợp văn phòng và căn hộ hiện đại kết hợp với trung tâm thương mại và siêu thị đẳng cấp. Sống tại Hồ Gươm Plaza, bạn và gia đình không chỉ được thư giãn trong một không gian trong lành do những khuôn viên cây xanh mang lại, mà còn được tận hưởng một phong cách sống năng động và hiện đại với hệ thống các dịch vụ tiện ích cao cấp. Với thiết kế tinh tế và thông minh, được tư vấn bởi các đơn vị thiết kế giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, Hồ Gươm Plaza là một bức tranh hoàn hảo về một cuộc sống năng động với đầy đủ không gian sống, làm việc, nghỉ ngơi, mua sắm và vận động như bể bơi, phòng tập thể dục, nhà trẻ hoạt động 24/24 giờ, trung tâm thương mại và siêu thị, văn phòng. Hồ Gươm Plaza bao gồm 460 căn hộ cao cấp và 8 căn penthouse được thiết kế hoàn hảo, giúp tối đa tầm nhìn và tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên. Các căn hộ với nhiều diện tích khác nhau, từ 73 đến 146m², có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng. Từng đường nét trong căn hộ được các chuyên gia thiết kế đến từ Cộng hòa Liên bang Đức chăm chút tỉ mỉ để đảm bảo sự hài hòa giữa các không gian và hợp lý trong công năng sử dụng. Không gian phòng tắm trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn nhờ sự kết hợp hài hòa của ánh sáng và không khí tự nhiên. Không gian phòng khách, bếp và phòng ăn liên thông theo phong cách châu Âu, nhưng vẫn tôn trọng sự kín đáo và riêng tư theo truyền thống người Á Đông. Hướng ban công được thiết kế hợp lý để hứng trọn vẹn ánh nắng ban mai và những làn gió mát dịu mỗi khi chiều về. Hồ Gươm Plaza, nơi cuộc sống mới được dựng xây, nơi hạnh phúc bắt đầu, nơi sự phát triển được tiếp sức từ truyền thuyết thần kỳ của Hồ Gươm lịch sử.